xin kính chào toàn thể quý khách hàng và rất vui lại được gặp lại mọi người. Hôm nay Yến Kim xin lên sóng review một chiếc xe Hyundai Santa Fe 7 chỗ ngồi số tự động, máy dầu, sản xuất 2018, tuyệt đẹp từ trong ra ngoài, sơn zin toàn xe. Và chiếc xe này chạy hơn 2 vạn một chủ từ đầu, chủ đi rất là dữ. Với chiếc xe Hyundai Santa Fe 7 chỗ ngồi số tự động máy dầu này, bên em đang chào bán với giá là 920 triệu. Hỗ trợ rút hồ sơ và hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Chất lượng xe cam kết 100% bằng văn bản, xe không tai nạn, không ngập nước, máy số zin, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ. Xe thì đẹp, rất là đẹp luôn ạ. Và bây giờ Yến Kim kính mời toàn thể quý khách hàng cùng Yến Kim đón xem chi tiết chiếc Hyundai Santa Fe tuyệt đẹp như thế nào. Sơn zin toàn xe các bác nhá. Tìm được lỗi thì các bác muốn xử phạt em như thế nào cũng được. Và nếu mà các bác về xem xe, test xe, nếu phát hiện ra lỗi mà không đúng như em cam kết, tất cả các chi phí các bác đi lại bên em sẽ hoàn trả 100%. Bản 2.2 máy dầu, 7 chỗ ngồi số tự động, sản xuất 2018, chạy hơn 2 vạn. Vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa form dáng đẹp, tầm tiền hợp lý. Và bây giờ Hiền Kim sẽ quay vào chi tiết hơn những cái option thiết kế nội ngoại thất cho tất cả quý khách hàng cùng tham khảo. Hệ thống thiết kế đèn bi xin ông này, bốn quả lốp còn mới kính cong luôn ạ. Lốp còn mới kính cong như các bác. Đấy, xe vừa về em còn chưa đánh bóng, chưa dọn dẹp, chưa làm một chiếc gì cả. Ngày mai chắc chắn là vẫn phải đánh bóng, dọn dẹp qua nội thất rồi. Sẽ quay phần cốp phía sau. Cốp điều khiển điện. Bảy chỗ ngồi, lốp dự phòng còn chưa chạm đất. Đây, sẽ quay với lốp dự phòng các bác nhé. Đây là đồ bộ đựng kích đồ đầy đủ, từ võng rồi từ hộp bạt phủ xe. Lốp dự phòng còn rất là mới, lốp dự phòng còn mới kính cong, chưa một lần sử dụng. Em sẽ quay qua khoang động thất, nội thất để các bác có thể tham khảo thêm. Bản 2.2, hệ thống gương cục tự động, vô lăng cần số mới tinh luôn. Xe order hơn 2 vạn chuẩn, cam kết bảo hành 100%. Nội thất mới về nên hơi bẩn một chút các bác nhá, nên là ngày mai em sẽ cho dọn dẹp sạch sẽ chiếc xe này. Đấy, từ cái ghế nó còn căng mọng luôn ạ. Thành ghế còn căng mọng luôn mà các bác nhá. Phanh điện tử đầy đủ, chế độ đổ đèo ngang dốc, cân bằng điện tử. Để nói một chiếc Santa Fe máy dầu, đa số em bán hàng, nếu mà đa số những bác mà mua Santa Fe thì tâm lý rằng là sẽ đi về rất là nhiều, sử dụng khá là nhiều. Nhưng với chiếc Hyundai Santa Fe này thì chủ đi cực ít, bởi vì từ nội thất cho đến thân vỏ thì xe còn rất là giữ gìn. Về phần khoang động cơ, máy em cam kết máy nguyên zin, không bổ máy, không ngập nước, không thủy kích, bảo hành 100%. Nhìn từng vết ốc từ chân máy là các bác biết được ạ, hay là những ốc nắp capo. Một chiếc xe sơn zin toàn xe luôn, chưa có một giọt sơn ngoài. Hyundai Santa Fe 7 chỗ ngồi số tự động máy dầu 2.2.
chạy hơn 2 vạn, sản xuất 2018 và em đang chào bán tại showroom với giá là 920 triệu, hỗ trợ rút hồ sơ và hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Quý khách hàng nếu yêu thích mẫu xe này, xin liên lạc cho Hiền Kim qua số hotline 0978 607 555.